mọi người ơi, lại là mình đây. Bây giờ là 9 giờ sáng mọi người. Bây giờ là mình đang chuẩn bị đi chợ để mua ít đồ về nấu đồ ăn cho ông xã mình. Bữa giờ mấy ngày rồi mình không có nấu cơm mọi người. Ông xã mình nói là thôi hôm nay mẹ đi chợ đi đặng mua ít đồ về đặng nấu cho ông xã mình ăn. Mọi người ơi, bây giờ mọi người theo chân mình nha. Mình đi ra chợ rồi mình quay sơ sơ chợ để cho mọi người coi. Bây giờ ở đây là cổng chợ nè mọi người. Ở trước thì mình thấy có những cái gian hàng nhỏ nhỏ họ bán bóp hay là giới để cho người ta đi làm á mọi người. Với lại ở trước thì có một cái quầy để cho mình vô để mình ghi tên. Ở bên này cũng có quần áo nữa nè mọi người, quần áo để bạn ngủ ở nhà mọi người. Gian bên này thì mình thấy có trái cây với lại ba cái đồ tạp hóa nhỏ nhỏ mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ vô chợ nha mọi người. Vô tới chợ rồi nè mọi người. Ở trước thì mình thấy có bán thịt bò mọi người. Ở trong này là rau nè mọi người. Các loại rau đầy đủ hết. Chợ hôm nay thì cũng rất là đông mọi người. Bên này thì bán gà mọi người. Gà. Bên này cũng là một gian thịt bò nữa kìa mọi người. Bên này cũng là gà luôn. Mép bên này toàn là gà thôi. Bên kia thì trái cây mọi người ơi, chuối chín. Với lại rau. Bây giờ mình sẽ quay sơ cho mọi người coi nha. Rồi một lát nữa mình hả lại mua đồ. Ở đây là cá nè mọi người. Cá rất là nhiều loại cá luôn. Mình định kiếm mua cái loại cá mà sa cấp dĩ mà chú nói hết rồi. Bên này thì cũng là rau củ nè mọi người. Rau củ thì còn rất là nhiều. Nhưng mà cá thì không còn bao nhiêu hết mọi người. Cái này là ở trước cửa chợ nè mọi người. Người ta bán quần áo em bé nè, với lại bán ba cái đồ mà lặt vặt mình thấy nè. Nhưng mà đồ này đa số là của người Mã thôi mọi người. Giờ là mình sẽ qua bên này để mua thịt heo mọi người. Ủa dâu, loãng đó phải khù dù má. À, sư sư. Ừ. Ờ, quầy dù rô đấy. Quầy áo loãng củ á. Là bà này 1kg tốt sao xin? 22 khoai. Chứ cơ khủng phong chứ lõng củ á? À, tao 1kg lắm, tao 1kg. À, à. Hào, nì băng hoạt chẳng á? Ờ, chứ giang khí rồi. À, à. Mình đã mua được thịt heo rồi nè. Mình mua sườn mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên này để mà mình mua rau với lại gà với lại cá. Rồi bây giờ mình sẽ lại mua gà mọi người ơi. A ti cảm ơn chi hay dù mà. À. Ờ. Nó chẳng nhân mai đó anh tí. Chứ có làm cơ à? À, hả đợi, quay áo chứ xưa đó. Ơi, xưa xong quay xưa ạ. Chứ có thang hầm thấy mà. Ờ, chứ ăn quay áo chứ xưa. Ăn đi à, chứ thổ ở bây giờ á. Ừ, nì băng bỏ khai y băng lắm. Ờ, xì xì. Ờ, quay đó tớ ở chén à, quên chi đâu. À, tớ ở chén của nó kìa. Ok. Loại cá mà mình mua không có thì thôi chắc là mình sẽ mua loại cá này. Ăn cái chứ cái gì men dù rô dù cùi thổ mà. Rô gì men dù cùi thổ mà. Chứ cái gì à? Rô gì men dù cùi thổ mà. Ờ hả. À 1 kg tao chế nào? 36 khoai. Ờ, chị em mình băng vào nãy xưa, xẻo xưa biết hay ta xưa á? Ờ, 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 ờ
好的。 这个你帮我扛啊。好的。 Mình sẽ qua bên này để mua một củ khoai môn mọi người. Khoai môn với lại nửa cái bắp cải ha. Bắp cải này nè mọi người. Mọi người ơi, thì mình cũng đã mua đồ ăn xong hết rồi. Thì bây giờ mình chỉ về để mà mình chuẩn bị nguyên liệu rồi mình nấu rồi đợi ông xã mình đi làm về nữa rồi ăn thôi. Thì với lại mình cũng vừa xuống với tiệm gần nhà mình để mà mình mua trà sữa với lại mà trà đá cho chị Huy đủ á mọi người. Thì hôm nay á mọi người thì mình sẽ nấu món ăn quê hương của ông xã mình cho ông xã mình ăn. Thì món này á là của má chồng mình học được từ má chồng mình. Thì má chồng mình á mọi người về quê cũng lâu rồi, má chồng mình không có ở trên này với vợ chồng mình nên là cũng lâu rồi ông xã mình không có ăn món này, nên là hôm nay ông xã mình thèm nên là ông xã mình nói mình nấu cho ông xã ăn. Thì mọi người ơi, nếu mà mọi người có yêu thích kênh của mấy mẹ con mình thì mọi người đăng ký kênh ủng hộ mấy mẹ con mình nha, để cho mấy mẹ con mình có thêm nhiều động lực nữa để ra thêm nhiều video nữa. Mọi người ơi, mình cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Bye.